xôn xao clip nhóm nữ sinh đánh đập bạn dã man trong rừng. Đoạn clip kéo dài 3 phút ghi lại cảnh một nữ sinh trung học cơ sở bị bạn đánh dã man khiến dư luận phẫn nộ. Ngày 18 tháng 6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đánh bạn gây xôn xao dư luận. Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn clip này được ghi lại trong khu rừng vắng trên địa bàn xã Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An. Nhóm nữ sinh đánh nhau trong clip là của học sinh trường trung học cơ sở Hưng Thái Nghĩa. Trong đoạn clip kéo dài hơn 3 phút ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh đập một nữ sinh khác dã man. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người, tuy nhiên đã không ai đến can ngăn. Một nữ sinh có mặt tại hiện trường dùng điện thoại ghi lại sự việc và đăng lên mạng xã hội. Khi đoạn clip xuất hiện, nhiều người phẫn nộ bởi bản tính côn đồ của nhóm nữ sinh này. Đa số đều chỉ trích nhóm nữ sinh hung hãn đánh bạn và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo trường trung học cơ sở Hưng Thái Nghĩa xác nhận có xảy ra sự việc nhóm nữ sinh trong trường này đánh nhau bên ngoài khuôn viên trường. Sự việc xảy ra hơn một tuần qua và đang được cơ quan công an huyện Nam Đàn vào cuộc xác minh điều tra làm rõ nên vị này từ chối cung cấp các thông tin liên quan. Được biết, nhóm nữ sinh trong vụ việc đang học lớp 8 của trường trung học cơ sở Hưng Thái Nghĩa. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa các nữ sinh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an huyện Nam Đàn, trường Hưng Thái Nghĩa xác minh và xử lý nghiêm vụ việc.